Những cặp đôi nữ chính nam phụ khiến khán giả tiếc nuối nhất Hoa Ngữ, rõ ràng đẹp đôi vô cùng nhưng lại bị biên kịch chia rẽ. Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải trong Diên Hy khiến người ta khóc hết nước mắt. Triệu Lệ Dĩnh đẹp đôi với Chu Nhất Long hơn là Phùng Thiệu Phong. Thông thường trong các bộ phim Hoa Ngữ, cặp đôi nữ chính nam chính luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất của khán giả, đôi khi còn khiến người ta phải trèo miệt mài suốt nhiều năm, ví dụ như Trần Kiều Ân, Minh Đạo hay Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân. Tuy nhiên thi thoảng khán giả lại quay xe, chẳng ưng nam chính mà cứ ghép nữ chính với nam phụ nhiệt tình, để rồi khi cả hai phải xa cách vì kịch bản yêu cầu, ai nấy đều phải tiếc hùi hụi đó. Đồng Tuyền, Kiều Trấn Vũ. Năm xưa khi Tuyết Hoa Nữ Thần Long được lên sóng, nhân vật Âu Dương Minh Nhật của Kiều Trấn Hoa đã chinh phục được hàng triệu khán giả, độ hot vượt xa nam chính Tôn Diệu Uy luôn. Dù đây là nhân vật phản diện thật, nhưng vi rùa quá vượt trội của chàng thiên nhai tứ Mỹ đã khiến khán giả đồng loạt ngã gục dưới chân anh. Đẹp trai thì chớ, nhân vật này còn một lòng một dạ với nữ chính Thượng Quan Yến do Đồng Tuyền thủ vai nữ cơ. Bởi thế mà người ta mới đồng loạt hắt hủi nam chính, cùng chèo thuyền Âu Dương Minh Nhật, Thượng Quan Yến nhiệt tình, dù biết trước rằng kết quả giữa họ là vô vọng đó. Huỳnh Tông Trạch, Trần Kiều Ân. Cách đây vài năm, Vẫn Cứ Thích Em đã khuấy đảo màn ảnh nhờ nội dung phim hài hước hấp dẫn cùng mối tình tay ba giữa Thẩm Văn Đào, Tiền Bảo Bảo, Hạng Hạo. So với vai nam chính Hạng Hạo của Giả Nãi Lượng, Thẩm Văn Đào của Huỳnh Tông Trạch nhận được nhiều duyên khán giả hơn. Ngoài hình tượng soái ca trung tình ấm áp, còn bởi ánh mắt anh dành cho nữ chính chất chứa quá nhiều tình yêu, khiến ai nấy nhìn vô cũng phải ngẩn ngơ. Có lẽ biên kịch cũng nhận ra nam phụ Thẩm Văn Đào quá xuất sắc nên đã cho anh lãnh cơm hộp sớm, khiến người xem khóc hết nước mắt. Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải. Nói đến những cặp đôi nữ chính nam phụ khiến khán giả tiếc nuối nhất, sao có thể thiếu được Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải trong Diên Hy Công Lược chứ? Thuở ấy, những màn tương tác tình trong như đã mặt ngoài còn e của Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc đã khiến khán giả phải mỉm cười liên tục, cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào dùm hai nhân vật. Đáng tiếc số phận đẩy đưa khiến Phó Hằng yểu mệnh, còn Ngụy Anh Lạc thành tần phi, mỗi lần nhắc đến chuyện này ai nấy đều phải sụt sùi đó. Sau này Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải được Vu Chính tặng cho cái kết về chung nhà trong Thượng Thực, nhưng đáng tiếc là không thể hot như trước đó. Lý Thấm, Vương Hoàng Nghị. Vốn là bộ phim được kỳ vọng cao, Thất Dạ Tuyết đã khiến khán giả thất vọng não nề chỉ sau vài ngày lên sóng. Ngoại trừ kỹ xảo giả chân, kịch bản phim nhạt nhẽo còn bởi cảm giác couple giữa Lý Thấm và Tăng Thuấn Hy quá kém. Thậm chí, khán giả còn quay sang ship nữ chính với nam phụ nhiệt tình nữa cơ. Theo họ, cặp đôi chính Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch trông giống chị em hơn là đôi tình nhân. Trái lại nam phụ Diệu Phong của Vương Hoàng Nghị chỉ cần đứng cạnh Tiết Tử Dạ là bùng nổ couple rồi, nhìn thôi đã biết trời sinh một đôi. Chẳng biết có phải biên kịch quyết chia rẽ nữ chính với nam phụ đến cùng không mà lại cho cô được xuất thăng thiên luôn. Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Long. Khi nhắc đến những tác phẩm ra đấu xuất sắc nhất màn ảnh Hoa Ngữ, Minh Lan Chuyện chắc chắn sẽ được gọi tên. Đây không chỉ được coi là tác phẩm dưỡng già cho Triệu Lệ Dĩnh thôi đâu, còn giúp cô phim giả tình thật với Phùng Thiệu Phong rồi về chung nhà với anh đó. Tuy nhiên, với nhiều fan Minh Lan Chuyện thì couple trong mơ của họ lại là Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Long cơ. Hình ảnh chàng tề hành ôn nhu chu đáo, khiêm tốn hữu lễ nhưng ánh mắt thâm tình chỉ dành cho Minh Lan đến nay vẫn khiến khán giả quán quéo. Đã thế, hai nhân vật này còn là thanh mai trúc mã, đúng chuẩn một cặp đôi như mơ. Đáng tiếc sự chênh lệch thân phận quá rõ rệt đã cắt đứt tơ tình giữa họ.